sự có mặt của Jordan Parra cùng dàn nội binh chất lượng. Điều này sẽ giúp sức cho LX rất nhiều trên đường đua. Năm nay chúng tôi quyết định là cũng quyết tâm là cũng sẽ tạo thành tích cho LX đây ra ở VTV Cup năm nay. Giải năm nay có nhiều đội đua quốc tế nên thách thức là không hề nhỏ. Tôi biết các tay đua ở đội Global, đội Thái Lan, đội Hàn Quốc nữa. Họ sẽ là những đối thủ rất đáng gờm. Làm rể Việt Nam nhiều năm qua nên tay đua người Pháp đã coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Vì thế giải năm nay với chủ đề hành trình di sản khiến LX rất thích thú. Phong Nha, Hạ Long, Hội An, đó là những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Tôi đã từng tới những nơi đó rồi. Nhưng lần này sẽ được đạp xe qua những địa điểm đó sẽ rất tuyệt vời đấy. Có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để LX có thể ngắm cảnh đẹp của Việt Nam trong hành trình di sản này. Anh sẽ dồn sức cho mục tiêu giành danh hiệu cá nhân đầu tiên trong 4 năm tham dự VTV Cup.